Giá cà phê thế giới Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robuta trên sàn London ngày 2 tháng 8 năm 2024 lúc 4 giờ 30 phút giảm ở mức 3.814, 4.225 đô la Mỹ một tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 4.225 đô la Mỹ một tấn, giảm 36 đô la Mỹ một tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 4.083 đô la Mỹ một tấn,

giảm 0.30%, kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 27505 USD, tấn và giao hàng tháng 5 năm 2025 là 271.40 đô la Mỹ một tấn, giảm 0.6%. Thị trường cà phê đã dự trù được diễn biến phép giữ nguyên lãi suất nên cũng không có nhiều xáo trộn. Theo đó, kết thúc phiên họp chính sách 2 ngày, 30, 31, 7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu lần thứ 8 liên tiếp, nhưng dự báo có thể điều chỉnh vào tháng 9. Cà phê hai sàn tiếp đã giảm bởi nguồn cung đang được cải thiện từ Brazil. Dự báo về mưa trong những tháng tới đã giúp xoa dịu nỗi lo về nguồn cung, mặc dù giá vẫn ở mức cao kỷ lục so với thời điểm trong năm. Tuy nhiên, giá giao dịch trên thị trường kỳ hạn đã giảm hơn 8% gần mức thấp nhất trong 3 tuần khi các nhà kinh doanh đánh giá điều kiện thời tiết ôn hòa trong mùa đông của Brazil. Giá cà phê trong nước Theo trang www giacap com giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đồng so với ngày hôm qua nằm trong khoảng 123.000-123.500 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.400 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông là 123.500 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Trông, là 123.400 đồng, giảm 100 đồng 1 kg, ở Pleiku và La Cry cùng giá 123.300 đồng 1 kg, tại tỉnh Con Tum cà phê được thu mua ở mức giá 123.400 đồng 1 kg, giảm 100 đồng 1 kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 123.500 đồng 1 kg, giảm 100 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi Tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.000 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay ngày 2 tháng 8 tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Ở huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 123.400 đồng 1 kg. Còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 123.300 đồng 1 kg. Giá tiêu thế giới Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.172 đô la Mỹ một tấn, tăng 0,31%, giá tiêu trắng muôn tốc đạt 8.787 đô la Mỹ một tấn, tăng 0,31%. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.850 đô la Mỹ một tấn, giảm 1,45%. Giá tiêu đen AFTA của Malaysia cũng được giữ ổn định ở mức 7.500 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng AFTA của nước này đạt 8.800 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam đồng loạt giữ giá ở mức cao giao dịch ở 6.000 đô la Mỹ một tấn với loại 500G1L, loại 550G1L mức 6.600 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la Mỹ một tấn. Sản lượng giảm từ Brazil và Việt Nam. Hai quốc gia sản xuất hồ tiêu hàng đầu thế giới đã đẩy giá tiêu quốc tế liên tục tăng cao trong những tháng đầu năm nay. Đặc biệt, thị trường đã chứng kiến sự biến động chưa từng có trong trong quý 2 năm nay. Theo đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia và Brazil đã tăng lần lượt là 93,1% và 2,3 lần từ đầu quý 2 đến giữa tháng 6, còn Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng 70-83% trong thời gian kể trên. Những tuần sau đó thị trường điều chỉnh giảm và có phần ổn định trở lại nhưng vẫn dao động ở mức cao nhất trong khoảng 8 năm trở lại đây. Dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IPC, cho thấy, tính đến cuối tháng 6, giá tiêu đen ASTA của Brazil dao động ở mức 7.300 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,2 lần so với đầu năm nay và cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu đen xuất khẩu loại 500G1L và 550G1L của Việt Nam đang dao động ở mức 6.500-7.000 đô la Mỹ một tấn, tăng 67-75% so với đầu năm nay và tăng 86-94% so với cùng kỳ. Tại nhà sản xuất lớn khác là Indonesia, giá tiêu cũng tăng khoảng 83% so với đầu năm nay và 90,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 7.106 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trong nước, giá tiêu đầu giờ sáng nay giảm 500, 1.000 đồng 1 kg so với cùng thời điểm hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.500 đồng 1 kg, giảm 500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 đồng 1 kg giảm 1.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng 1 kg.